Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 7, cơ quan y tế giải Gaza cho biết ít nhất 71 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu Al-Mawashi dành cho người dân di tản gần thành phố Khan Yunis phía nam giải Gaza. Tuyên bố của văn phòng truyền thông do Hamas điều hành nêu rõ, quân đội Israel đã tiến hành một vụ thảm sát lớn bằng cách ném bom xuống khu ở của người di tản tại Khan Yunis. Israel đã tuyên bố Al-Mawashi là vùng an toàn sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực khác ở giải Gaza. Quân đội Israel cho biết đang xem xét thông tin liên quan đến vụ không kích. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đang tiến hành cuộc thăm vấn đặc biệt về những diễn biến ở Gaza. Trong cùng diễn biến, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào chỉ huy quân sự của Hamas. Ông Mohammed Deif là một người dân ở Gaza. Ông Deif được cho là đang ẩn náu trong một khu nhân đạo do Israel chỉ định ở Al-Mawashi, phía tây thành phố Khan Yunis. Nhưng sau vụ không kích của Israel, hiện chưa có thông tin nào về ông Deif. Quan chức cấp cao của Hamas Abu Zuhri không xác nhận liệu ông Deif có mặt vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không và toàn bộ những người thiệt mạng đều là dân thường. Ông nhấn mạnh cuộc không kích này cho thấy Israel không quan tâm tới việc đạt được lệnh ngừng bắn. Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận liệu cuộc không kích này có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang diễn ra ở Doha và Cairo hay không. Tiếp theo chương trình là tin tức liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine. Theo Moscow Times, trong ngày 11 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga vẫn để ngỏ mọi khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng sẽ chỉ tham gia hội nghị hòa bình Ukraine lần thứ hai nếu biết rõ nội dung thảo luận. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh quốc tế đầu tiên về cuộc khủng hoảng ở Ukraine được tổ chức ở Birkenstock, Thụy Sĩ vào tháng 6. Hơn 90 quốc gia đã tham gia sự kiện này, nhưng Nga không nhận được lời mời. Một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, từ chối tham dự vì cho rằng Moscow cần là một phần của tiến trình này. Cuộc họp tập trung vào 3 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là công thức hòa bình. Một tuyên bố chung được đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh, song nhiều bên tham gia từ chối ký vào và thậm chí một số bên rút lại chữ ký không lâu sau sự kiện. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã khen ngợi hội nghị này là một thành công, đồng thời đề xuất một đại diện từ Moscow có thể được phép tham dự trong vòng thứ hai của cuộc đàm phán vào cuối năm nay. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga vẫn cởi mở đối thoại với Ukraine, song cho biết trước tiên nước này phải biết những gì sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai này. Ông cho biết ngay từ đầu Nga đã tuyên bố rằng sự mở rộng của NATO sang lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được với sự tồn tại và an ninh của Nga. Ông Peskov cho biết Nga sẽ không thảo luận bất kỳ chi tiết cụ thể nào nếu nó bị tách rời vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích rằng Nga sẵn sàng thảo luận về tình hình nói chung. Tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh trên châu lục, an ninh của phía Nga cùng các đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Ông Peskov cho rằng tất cả những điều này nên được thảo luận cùng lúc. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh về việc sẽ không tham gia vào bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky, đề xuất mà Moscow cho là xa rời thực tế. Đề xuất của ông Zelensky bao gồm các yêu cầu như Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi tất cả lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bồi thường sau xung đột và mở một phiên tòa về tội ác chiến tranh để trừng phạt giới lãnh đạo Nga. Trong khi đó, Tổng thống Putin cũng đặt ra những điều khoản để khởi động một lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán với Kiev. Đó là Ukraine rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga tuyên bố sáp nhập, gồm các Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Lugansk, khu vực Kherson, Zaporizhia, cũng như cam kết sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 11 tháng 7 thông báo Nga sẽ có phản ứng quân sự sau khi Mỹ tuyên bố triển khai vũ khí siêu thanh mà nước này đang phát triển tới châu Âu. Phát biểu tới báo chí bên lề diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 10 tại Saint Petersburg, ông Ryabkov nói rằng Nga sẽ phát triển một phản ứng quân sự trước mối đe dọa mới với cái đầu lạnh. Việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức là nhằm chống lại chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải nhận thức được điều này, nhưng không có lý do gì để lo lắng, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho một diễn biến như vậy từ lâu. Chúng ta không thể bị ra đạn, chúng ta sẽ phản ứng, chúng ta sẽ không từ bỏ hoạt động quân sự và chúng ta cũng sẽ không bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang.
не заставят нас втянуться в дорогостоящую гонку вооружений. Все, что нам нужно, уже создано. Вопрос в производстве. Президент об этом высказался предельно ясно. Quân đội và Tổng tư lệnh sẽ quyết định triển khai lực lượng ở đâu, như thế nào và tại thời điểm nào để chống lại những mối đe dọa này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Mỹ và Đức thông báo rằng vào năm 2026, Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm xa tới Đức để thể hiện cam kết đối với NATO và tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu. Tuyên bố chung của hai bên nêu rõ việc triển khai theo từng đợt là để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt lâu dài tên lửa SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk và vũ khí siêu thanh có tầm bắn xa hơn khả năng hiện tại ở châu Âu. Ông Ryabkov gọi nước đi của Mỹ là một động thái gây leo thang căng thẳng nhằm đe dọa Nga. Quan hệ giữa Nga và Mỹ ngày càng gia tăng căng thẳng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin cho rằng nước này cần phải tiếp tục sản xuất tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung và tầm ngắn, sau đó xem xét nơi triển khai các loại tên lửa này. Do Hungary, một quốc gia thành viên NATO tiếp theo đã công khai phản đối đề xuất gia nhập khối của Kiev. Theo đài RT, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Ông Fico, người đang hồi phục sau một vụ ám sát, đã đăng một video ngắn vào ngày 11 tháng 7 như một lời đáp lại dự thảo thông cáo chung cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên NATO, được cho là có đề cập đến con đường không thể đảo ngược của Ukraine trong việc gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo. Thủ tướng Slovakia cho biết, ông hiểu mong muốn của Ukraine, nhưng với tư cách thành viên NATO có thể sẽ dẫn tới thế chiến thứ ba. Ông Fico cho biết các đại diện của Slovakia tại Washington đã được chỉ thị nhấn mạnh hai điều kiện để trở thành thành viên NATO. Kiev phải đáp ứng mọi điều kiện do khối đặt ra và mọi quốc gia thành viên đều phải chấp thuận. Năm 2023, ông Fico đã vận động tranh cử với quan điểm phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong NATO, cũng như phản đối hỗ trợ thêm quân sự của Slovakia cho Kiev. Ông đã giành được chiến thắng vang dội. Và giữa tháng 5 năm 2024, một nhà hoạt động tự do được cho là không hài lòng với chính sách mới của Bratislava đã bắn Thủ tướng Fico nhiều phát, suýt khiến ông thiệt mạng. Vị Thủ tướng đã trải qua một loạt cuộc phẫu thuật và mất nhiều tuần để phục hồi sau vụ ám sát. Ông mới trở lại làm việc vào tuần trước. Hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó phát biểu với các phóng viên ở Washington rằng tư cách thành viên của Ukraine trong khối rõ ràng là không thể chấp nhận được vì nó sẽ báo trước xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dự kiến sẽ cam kết viện trợ quân sự ít nhất 40 tỷ euro, tương đương 43,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tới và tán thành việc nước này hội nhập đầy đủ vào châu Âu Đại Tây Dương. Nhưng lời mời gia nhập NATO sẽ chỉ được đưa ra khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng, theo một bản dự thảo mà hãng tin Reuters thấy được. Nội dung tương tự đã được sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra năm 2023 ở Litva. Khi đó, chính phủ Ukraine đã phản ứng mạnh vì không nhận được lời mời chính thức, với việc Tổng thống Zelensky đăng một loạt bài đăng giận dữ trên mạng xã hội cáo buộc NATO yếu đuối và hèn nhát. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahrto thông báo NATO sẽ một lần nữa không thông qua quyết định mời Ukraine trở thành thành viên. Tuy nhiên, khối này sẽ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho Kiev và hỗ trợ gia nhập EU. Phát biểu với các phóng viên ở Washington, ông Stor đã giải thích những suy đoán về nội dung của thông cáo chung hội nghị. Ông không nghĩ sẽ có bất kỳ lời mời nào sau hội nghị thượng đỉnh năm nay, nhưng mọi thứ khác sẽ nói lên một tương lai như vậy. Nga đã nhiều lần cảnh báo khối do Mỹ dẫn đầu rằng việc hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, chứ không thay đổi kết quả, đồng thời dẫn tới nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, NATO khẳng định rằng sự hỗ trợ về quân sự, chính trị và kinh tế của họ dành cho Kiev không khiến khối này trở thành một bên tham gia chiến sự.